Các bạn đến tin nhanh 24/7. Tìm những cái thay đổi trên cái chiếc Honda Super R 650R 2001 tại đại lý. Kế thừa thiết kế DNA của cái phiên bản là Super R 1000 R Fades, ngay khi vừa ra mắt, cái chiếc Super R 650R đã được chào đón một cách nồng nhiệt. Xe được trang bị cái bục trước upside-down màu vàng, động cơ lực 4 xanh hẳn hàng, là những sản phẩm đáng mơ ước trong rất nhiều những bài cờ phân khúc tập trung. Và bước sang cái năm mới 2001 thì cái chiếc Super R 650R 2001 cũng đã trải qua một loạt những nâng cấp nhỏ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong clip hôm nay nhé. Mặc dù vẫn giữ vững cho mình cái kiểu dáng như cái phiên bản trước đây, nhưng bước qua cái năm 2001, Honda đã có một vài thay đổi tiêu biểu dành cho cái chiếc Sportbike tầm trung như sau. Phục trước được nâng cấp từ xưa qua SFF lên thành SFF BB, màu sắc mới cùng những họa tiết tên mới. Vị trí giữa cái biển số đã được thay đổi cái hộp kim nhôm, bổ sung thêm cái cổng sạc USB DC bên dưới yên. Hình dáng rất giống như cái kiểu của năm 2010, nhưng có một chút khác biệt về cách phối màu cùng với những họa tiết tem. Phục trước được nâng cấp lên thành phiên bản lập piston lớn hơn là SFF BB, dự kiến khả năng xử lý cũng tốt hơn. Cái phông chữ của mặt đồng hồ được in đậm để cải thiện cái khả năng nhận diện. Các phát về sau được thay đổi thành hộp kim nhôm với cái chiều dài đáng kinh ngạc. Chi tiết cái phát giữ về cũng được thiết kế mới, vị trí thoát khí khác với phiên bản trước đó rất nhiều. Sẽ được trang bị cho mình ổ sạc USB DC được gặp tới dưới yên để cải thiện cái sự thuận tiện khi chúng ta sạc điện thoại. Honda Super R 650R 2001 vẫn chỉ giữ cho mình cái động cơ là 4 xanh thẳng hàng DOC, dung tích thật là 649cc như bản cũ. Tuy nhiên Honda đã sửa đổi một vài bộ phận và các thành phần như EQ, cam, thời gian nạp, bộ xúc tác cùng chiếc ống xả kiểm soát cái tiếng ồn tốt hơn. Động cơ này sinh ra cái công suất là 95 mã lực cùng một máy xích cực đại là 63 Nm. Nhìn chung thì cái chiếc Honda Super R 650R 2001 đã được nâng cấp, mang đến những cái tiện ích tốt và khả năng vận hành đáng thực dụng cho người tiêu dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên tiếp nhớ like, share, subscribe.